Nhựa thì nó cũng nhiều kiểu thôi, tuy nhiên là nhựa chúng ta sẽ nhìn thấy đâu đó nó hầu như giống nhau cái càng. Chào cả nhà đang có mặt trên cái kênh YouTube và đang xem cái video như thế này. Biết ơn các anh chị đã dành thời gian mà theo dõi kênh video. Nếu đâu đó mà các anh chị mong muốn được xem một cái video như thế này thì chúng ta comment số 1, và đâu đó vô tình chúng ta thấy video như thế này thì chúng ta comment số 2. Đó là cái điều biết ơn của các team của Marketing Titan gửi đến các anh chị về để làm sao cho tối ưu nhất cái vấn đề mà giúp cho các anh chị nghe nó dễ hiểu hơn. Tôi là Phùng Huy Hoàng, là founder của Mắt Kính Titan. Tôi đã có 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực mắt kính và đang phục vụ cho 30.000 khách hàng, và rất mong các cái đóng góp, cái ý kiến của các anh chị để chúng tôi làm những cái video nó phù hợp hơn. Thì trong cái thời gian vừa qua, rất nhiều cái câu hỏi dành cho kênh Mắt Kính Titan cũng giống như là Fanpage hay trên YouTube, trên Google, nên chọn gọng kính kim loại hay là kính nhựa. Đây là một điều phân vân của các anh chị mới đeo kính hay là đeo kính lần đầu. Vì sao chúng ta lại phân vân, là chúng ta cũng chưa hình dung được cái kính nó như thế nào, chúng ta cũng chưa biết kính nhựa ra sao và kính kim loại ra sao, kính nhựa thì nó đẹp làm sao, kính kim loại thì nó đẹp phong cách nào. Với số độ cận của chúng ta thì nên chọn gọng kim loại hay là gọng kính nhựa, tất cả chúng ta đều có lựa chọn, đúng không ạ? Nếu các anh chị đang đeo rồi thì chúng ta cũng đã biết, mới đầu thì chúng ta cũng phân vân chưa biết chọn cái sản phẩm nào. Đó là lý do tại sao rất nhiều bạn thường sẽ đặt câu hỏi cho Mắt Kính Titan: hiện nay em cần 2 độ thì nên chọn gọng kính kim loại hay kính nhựa? Nếu trường hợp mà chúng ta cần 2 độ thì chúng ta vẫn có thể chọn cái nào mà chúng ta thích, nhựa hay kim loại. Có lẽ đâu đó chúng ta cũng chưa hình dung ra được kính nhựa như thế nào, thì ngay bây giờ Hoàng sẽ đưa cái mẫu giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm. Đây là một cái sản phẩm kính nhựa. Kính nhựa thì càng nó sẽ to hơn, đúng không? Đó, cái càng kính nó lớn, khung kính nó cũng to. Nó có rất là nhiều màu, nhưng đa phong cách, thông thường thì màu đen được dùng nhiều hiện nay. Gọng nhựa thì nó cũng dẻo, đó, giúp cho chúng ta dễ lựa chọn hơn. Dẻo này. Rồi chúng ta đeo vào để chúng ta hình dung ra cái gọng nhựa nó ra làm sao. Đấy, đây là một trong những cái gọng nhựa mà chúng ta có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Gọng nhựa được cái nó lợi thế là nó dẻo, nhẹ, ít bị đau mũi. Mới đeo chúng ta hay bị đau mũi chỗ này, thì cái này nó ít bị đau mũi. Và đặc biệt là cái gọng nhựa nó hỗ trợ cho chúng ta, nếu như các bạn đang đeo kính độ cao thì gọng nhựa là một cái lợi thế chúng ta nên chọn. Tuy nhiên nó có mặt lợi thế và nó cũng có cái mặt chưa được lợi thế. Chưa được lợi thế là chỗ nào? Nhìn nó thô, có thể nó to hơn, gọng nhựa này cơ bản nó to hơn, đúng không ạ? Đấy, với một số người mà khuôn mặt nhỏ thì chúng ta hay chọn gọng kim loại, cái thanh nó nhỏ, nó nhìn nó cân đối hơn. Còn khuôn mặt chúng ta lớn thì chúng ta vẫn có thể dùng nhựa bình thường. Đó, đây là cái gọng nhựa với độ cận là dưới 5 độ hoặc dưới 8 độ thì chúng ta vẫn được dùng cái gọng nhựa. Tuy nhiên là một số các bạn lại thích gọng kim loại. Thì tại sao ta phải chọn cái gọng kim loại? Nếu như khuôn mặt chúng ta nhỏ mà chúng ta chọn những cái gọng kim loại nó phù hợp thì đây là một cái điều may mắn và một cái điều tuyệt vời. Và hiện nay thì rất là nhiều cái gọng kim loại rất đẹp để mà cho các bạn chọn được cái kiểu dáng như thế nào. Thì Hòa cũng sẽ đeo lên để giúp cho các bạn hiểu rõ thêm. Đây là những cái gọng kim loại giới trẻ hiện nay đang dùng rất nhiều. Chúng ta thấy không? Đấy, nó tròn. Đôi, có cái nó tròn, có cái nó hình lục giác, như cái này nó hơi giác một chút xíu. Đó, chúng ta thấy không? Rồi, càng kính thì chúng ta thấy rất là nhỏ, nhỏ xíu luôn. Đấy, bên đây cũng vậy, càng kính rất nhỏ. Màu sắc đa dạng màu, thông thường thì màu đen, cái màu bạc là chiếm lợi thế. Bên đây càng nó chia làm đôi, chỗ này bằng nhựa, chỗ này bằng kim loại titan. Đấy, chỗ này nhựa để nó bám vô cái lỗ vành tay của chúng ta, nó nhẹ, nó êm và đặc biệt rất nhẹ nhé. Nhưng một số anh chị này chưa thích gọng kim loại, lý do là sao? Nó có cái cục ở đây. Đấy, nó cái cục này. Cục này thì dành cho những cái anh chị mà mũi thấp thì nhờ cái cục này nó rất là lợi thế. Tuy nhiên thì những anh chị mũi cao đã đẹp rồi mà có cái cục này thì nó đẹp thêm. Nhưng nó bị cái là hạn chế là cái cục này nó tì lên mũi, các anh chị chưa thích lắm. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải lên chọn gọng nào cho nó hợp nhất hiện nay. Thì các bạn cũng đang phân vân điều đó. Trong cái video như thế này chúng ta sẽ hiểu rằng rất nhiều kiểu dáng cho chúng ta chọn lựa. Thêm một cái gọng kim loại nữa thì giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn, hình dung ra là những cái gọng kim loại nó như thế này. Rồi, bên cạnh đó thì có rất nhiều kiểu kim loại, đúng không ạ? Kim loại rất nhiều. Bên đây nữa,
nửa khung, đây cũng là kim loại, nửa khung, à, chúng ta thấy không? Rất là nhiều kiểu. Nhựa thì nó cũng nhiều kiểu thôi, tuy nhiên là nhựa chúng ta sẽ nhìn thấy đâu đó nó hầu như giống nhau. Cái càng đấy, càng giống nhau ha. Trên này nó có thể nhỏ, có thể lớn, có thể tròn, nhưng cái viền này lúc nào nó to, cái viền này nó to hơn cái viền kim loại. Thì nếu mà khuôn mặt chúng ta to thì chúng ta cứ dùng cái viền nhựa là được. Và cái lợi thế của cái nhựa là nó dẻo lắm, nó rất là dẻo. Khi chúng ta đang đeo như thế này mà nó rớt xuống đất nó vẫn không sao đấy, hoặc làm nó rớt. Hoặc là chúng ta mà có hay ngủ, sau khi giờ làm thì chúng ta hay ngủ tại chỗ mà chúng ta quên đè lên cái kính. Các bạn có hay đè không ạ? Nếu các bạn đè thì chúng ta comment số 1. Bạn nào mà đang đeo kính mà đã đè lên kính thì chúng ta comment số 1. Đã từng đè lên kính, thì chúng ta comment số 1. Vì tại sao họ lại hỏi câu này? Vì hàng ngày có người hỏi hoặc là kính đè lên, ngồi lên nó bị gãy. Giờ xử lý bằng cách nào đúng không ạ? Ngay cả cái mùa dịch này mà xử lý bằng cách nào? Đấy, thì những cái câu hỏi đó thì chúng ta đâu đó chúng ta đang đeo kính chúng ta có thể là gặp phải rồi. Khi mà nó đè lên đó thì nó sẽ bị va chạm bởi cái lực rất là lớn, nên cái kính này nó nhẹ và nó dẻo, nó có cái độ đàn hồi, thì đè lên nó vẫn chưa sao. Mà ngược lại, nếu chúng ta đang dùng kính kim loại đè lên nó sẽ dễ bị gãy hơn nếu mà chưa có cái dòng titan pha vào. Có titan vào thì nó đỡ hơn. Đó là chúng ta cân nhắc, chúng ta lựa chọn. Tránh trường hợp chúng ta đang bị cận rồi, độ cao rồi mà mùa dịch này mà chúng ta lại làm kính thông thường nhá, hòa nói là kính thông thường nó sẽ dễ bị gãy thì chúng ta lại mất công làm lại, ship rất là nặng. Đó là cái lời cảnh báo đến các anh chị làm kính rẻ tiền. Vì sao? Vì gặp nhiều rồi thì lên là gửi đến các bạn đang xem video này cái cảnh báo, mà hầu như các bạn đang xem cái kênh video của mắt kính titan thì đã được hỗ trợ làm sao mà tối ưu nhất, nên các bạn đã xem rồi thì tự tin hơn. Tránh trường hợp mà chúng ta chưa xem thì mới bị sự cố thôi, còn các bạn mà đã xem rồi thì hầu như sự cố nó ít có xảy ra lắm. Để chúc mừng các bạn đã xem kênh mắt kính titan. Nếu cái điều đó nó đúng và nếu cái điều đó nó là giúp cho bạn tốt thì chúng ta nên chia sẻ video như thế này để giúp cho người khác hiểu rõ thêm. Tôi mong muốn rằng những cái câu hỏi của bạn giúp cho cộng đồng hiểu được nhiều điều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video sắp tới.